Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì bên em vừa về được một chiếc Toyota Vios phiên bản 2023, bản ECBT. Thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị, để anh chị nắm được thông tin về xe mới. 2023 thì cả ba phiên bản đều được thiết kế lại mặt ca lăng. Đây là cái ngôn ngữ thiết kế mới của phiên bản Vios 2023, trông rất là thể thao. Cái xu thế là mở rộng cái mặt ca lăng phía trước lên, nó đi từ Camry, sau đó xuống Altis và bây giờ đến Vios là đều được theo cái ngôn ngữ là mở rộng mặt ca lăng. Nhiều khách hàng là mong chờ phiên bản này sẽ giống với phiên bản bên Thái, tuy nhiên là cái form dáng của bản này thì vẫn giống, tổng thể thì vẫn giống so với phiên bản 2022, tuy nhiên là có một số thay điểm nhỏ khác. Ví dụ như mặt ca lăng em vừa điểm qua này, ngoài ra thì cái cụm đèn đã được nâng lên là cụm đèn bi LED. Đó là một vài cái thay đổi đáng kể. Nội thất, trước khi giới thiệu nội thất thì em giới thiệu phần thân xe là cái la răng thì được thay đổi ngôn ngữ sang là la răng phay xước 5 chấu đơn. Kích thước la răng thì vẫn 15 inch. Phần cánh cửa này thì vẫn giống phiên bản cũ. Đuôi xe có một thay đổi nhỏ là cái cản sau là được sơn nhựa nhám màu đen và có thêm một cái hốc gió giả, vuốt hốc gió giả ở bên này. Và cái ngoại thất của phiên bản E số sàn bây giờ thì phân biệt về số tự động hơi khó khăn một chút. Còn về phần nội thất thì xe đã được thay đổi lên là nội thất màu đen, đất màu đen. Cả phiên bản E số sàn và bản G số tự động, bản E số sàn và E số tự động và bản G đều được trang bị là nội thất màu đen. Cụm điều hòa thì vẫn điều hòa chỉnh cơ, điều hòa chìa khóa vẫn cơ. Đây là cái một. Còn nếu mà tính chọn về màu sắc thì bên trên em cũng có một chiếc phiên bản E màu đen. Anh chị tham khảo qua về màu sắc thì lô đầu tiên em về là có 5 chiếc ở đây. Có một chiếc duy nhất màu này màu đen, còn lại các chiếc khác là đều là màu vàng cát, màu bán chạy nhất của xe Vios. Đây là tùy chọn màu đen. Vừa rồi thì bên em cũng mới về chiếc xe Toyota Vios phiên bản 2023 này thôi, thì anh xin phép làm video nhanh về cái xe Toyota Vios như vậy. Anh chị nào còn em tư vấn thêm về các vấn đề khác như là giá xe, rồi các cái chính sách hiện tại của xe 2023 trả góp thì có thể liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.